Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy mài hai đá của Makita. Em sẽ xoay một dòng máy cho cả nhà coi ha. Một con máy về còn rất là đẹp. Đó. Ở đây là có phần ngay góc cạnh nó là có chày chụa ha, qua năm tháng ha. Đây. Nhưng mà cái phần này còn rất là mới ha. Ở trên này thì nó có một cái tì xíu thôi. Đó, máy còn rất là đẹp. Nguyên đá mài còn rất là nhiều, như chỉ là xà lướt thôi nha. Rồi, em sẽ đọc thông số của con máy mài hai đá Makita này. Thì con máy mài hai đá Makita này có model là 9306-3. Con này là hàng nội địa Nhật, nhưng đặc biệt một chỗ là con này là điện zin 200V, là mình có thể cắm điện 220V mình xài luôn ha. Có công suất là 200W, có vòng tua là 3000 × 3600 vòng một phút. Con này sử dụng cỡ đá là 150 × 16 × 12.7 mm. Con này có ghi đá từ là tháng 3 năm 1948. Con này là hàng rất là cổ ha, mà sử dụng dòng điện zin 200V là mình sử dụng điện 220V bình thường ha. Đấy. Tổng trọng lượng của một con máy mài hai đá Makita nguyên zin như thế này thì nó nặng là 8,8 kg, như là 9 kg đi. Đó. Thì em sẽ bắt đầu em phải để qua này, tại vì thường em review em để trên cái cưng á, nó rung lắc cái cưng khi mình nghe cái hỗn tạp của cái độ rung của cái cưng, nên mình sẽ không biết cái chính xác cái độ rung của độ êm của cái máy. Đó, em sẽ để lên một cái thùng xốp như thế này ha. Rồi, đây là nguồn dây điện zin của nó. Cắm điện 220V nha cả nhà. Cắm điện 220V. Đây là một con máy hàng nội địa Nhật mà lại cắm điện 220V. Nguyên zin nha. Máy là kết cấu nó là không đụng chạm hay sửa chữa cái gì. Đó, mà lại sử dụng điện 220V là một con rất là hiếm. Đó, cả nhà, nó gồng máy lên bắt đầu nó chạy cực kỳ êm. Đó, chỉ nghe tiếng thùng xốp thôi. Một con máy như thế này thì thường cả nhà sẽ sử dụng qua biến tần hoặc ổn áp, hoặc là đấu lại cuốn lại dây đồng để sử dụng điện 220V. Nhưng đây là một con nguyên zin 200V. Đó, đó cả nhà coi ha, nó chạy cực kỳ mạnh mẽ ha. Về thông số máy thì cả nhà cũng biết rồi. Đó. Bên đây anh sử dụng một cái đá gọi là đá mỏng ha, dùng để mài lưỡi cưa hay là mài cái gì đó về tính nền mỏng. Còn bên đây là một con đá lớn. Đây là cái này chưa mài ha, chưa mài cả nhà sẽ nhìn thấy ha. Bây giờ em sẽ mài cho cả nhà. Hiện giờ là bên con đá này nó cái độ nó gọi là không phải là gọi là cái đá quá rồi đá phá ha, thì nó có mức độ mịn tương đối, ở mức độ mịn tương đối ha. Đó, đây là một con đá có chất liệu mịn tương đối, đó, không khô lắm. Và bên này cũng vậy ha. Rồi thì em sẽ đọc lại thông số của con máy mài hai đá Makita hàng nội địa Nhật này một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy. Thì con máy mài hai đá
Makita có model là 9306-3. Con này là hàng nội địa Nhật mà lại sử dụng điện là 200V, nên mình sử dụng điện 220V ở nhà mình xài luôn ha. Có công suất là 200W, có vòng tua là 3000-3600 vòng một phút. Con này sử dụng cỡ đá là 150x16x12.70. Tổng trọng lượng của một con máy mài hai đá này là gần 9kg. Thì em bán cho cả nhà một con máy như thế này là giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng là giá đã bao gồm phí vận chuyển. Thì cả nhà chỉ cần lên đơn và cọc phí vận chuyển giúp em là em đã vận chuyển hàng. Phần còn lại cả nhà sẽ thanh toán khi nhận hàng và kiểm tra và test các kiểu. Rồi em cảm ơn cả nhà.